Thưa quý khán giả và các đồng chí, mới đây Đại tướng Phạm Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có quyết định tặng thưởng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động gìn giữ hòa bình và đấu tranh phòng chống tội phạm. Và sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý khán giả và các đồng chí danh sách các tập thể và cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ Nam Sudan, Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương Trợ lý phòng công tác địa bàn, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam. Trong đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người. 1. Phòng phòng chống mua bán người, Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng. 2. Trung tá Nguyễn Văn Hoạt, trợ lý phòng phòng chống mua bán người, Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng. 3. Trung tá Vương Xuân Toàn, đội trưởng, đội đặc nhiệm số 3, đoàn 1, Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng trong đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại và hàng giả một đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh an giang hai đại úy lê văn thành phó trạm trưởng trạm cửa khẩu quốc tế tịnh biên đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh an giang ba trung úy phạm minh phú phó trạm trưởng trạm cửa khẩu quốc tế tịnh biên đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh an giang trong đấu tranh phòng chống mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới. 1. Đồn biên phòng Sơn Vĩ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang. 2. Trung úy Cấn Văn Chiến, đội trưởng đội phòng chống ma túy và tội phạm, đồn biên phòng Sơn Vĩ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang. 3. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Công, nhân viên đội trinh sát, đồn biên phòng Sơn Vĩ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.